Nền kinh tế tăng 935.000 tỷ đồng khi tính lại GDP. Tháo điểm nghẽn phát triển thị trường hàng không. Mỹ và Trung Quốc đặt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin Kinh tế cho tài chính ngày cuối tuần. Vừa rồi là một số tin tức đáng lưu ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê ngày 13 tháng 12 đã họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô nền kinh tế giai đoạn 2010-2017. Theo đó, GDP năm 2017 đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, so với mức hơn 5 triệu tỷ đồng đã công bố, giúp GDP bình quân đầu người tăng lên gần 3.000 đô la Mỹ. Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế tăng bình quân 25,4% mỗi năm, tương đương với 935.000 tỷ đồng. Trong các khu vực kinh tế, dịch vụ có mức tăng cao nhất sau khi đánh giá lại, khi thêm 316.000 đến 615.000 tỷ đồng mỗi năm. Cơ cấu GDP theo cách tính mới, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê đã phản ánh rõ hơn xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế. Trong đó, đóng góp của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch, dịch vụ đều tăng. Người dân sẽ được hưởng lợi, mà cái lợi này mới là đánh giá vô giá này. Người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách đúng của chính phủ. Có con số đúng sẽ có chính sách đúng, chính sách phù hợp và người dân sẽ được hưởng lợi từ cái đó có kết quả thì chúng tôi cũng đã cung cấp cho các bộ ngành có liên quan thì lần này là chúng tôi tập trung vào ba cái vấn đề một là kinh tế phi chính thức kinh tế tự sản đầu tiêu và cái sai số trong điều tra thống kê vì chúng ta biết là các cái điều tra mà hàng năm ấy, thì chúng ta chỉ là phản ánh được cái tốc độ tăng trưởng của các ngành thôi mà chưa phản ánh chính xác vào cái quy mô của các ngành cũng như là của nền kinh tế. gia tăng đồng đều nên tốc độ tăng GDP hàng năm không có biến động lớn so với số liệu đã công bố. Mỗi năm, tốc độ tăng trưởng GDP sau khi đánh giá lại tăng từ 0,13 đến 0,48 điểm phần trăm. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế dĩ mô cũng có sự điều chỉnh. Theo báo cáo bản đồ thương mại điện tử Đông Nam Á của iPrice Group, công ty có trụ sở tại Malaysia, Việt Nam chiếm tới gần 31% tổng lưu lượng truy cập các web thương mại điện tử ở Đông Nam Á trong quý 3 năm nay, chỉ đứng sau Indonesia. So với quý 2, lưu lượng truy cập các trang web thương mại điện tử tại Việt Nam đã tăng 5,2 điểm phần trăm. Mức tăng trưởng cao nhất trong 6 quốc gia được nghiên cứu của iPrice là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ rõ rằng các công ty nước ngoài và nội địa đều đang tìm cách mở rộng tại Việt Nam. Nhưng các công ty trong nước chiếm 72% lưu lượng. Trong khi đó, các công ty quốc tế chủ yếu là Shopee và Lazada chiếm 28% còn lại. Những số liệu này cho thấy Việt Nam chỉ đứng sau Singapore về tỷ lệ truy cập đối với các trang web nội địa, vượt xa Thái Lan, Malaysia và Philippines. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán canh tí và mùa lễ hội xuân 2020 đang đến gần. Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết với mục tiêu hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Theo kế hoạch, ở cấp trung ương sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố. Tại địa phương sẽ thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tại các cấp, từ cấp tỉnh đến quận, quyện, xã, phường. Việc thanh tra kiểm tra liên ngành sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. Các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa ra cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Newskin Việt Nam trên một số trang web có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Sau khi làm việc với Cục An toàn thực phẩm, đại diện công ty Newskin Việt Nam khẳng định Loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Newskin đang quảng cáo trên các trang web hiển thị trên màn hình đều không phải là do công ty trách nhiệm hạn Newskin Enterprise Việt Nam thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng nên sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đang phối hợp giữa các cơ quan chức năng để xử lý và khuyến cáo người tiêu dùng không mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Newskin này trên các trang web nêu trên. Thưa quý vị, thị trường hàng không đang tăng trưởng mạnh và vẫn còn hàng loạt hãng bay xếp hàng chờ cấp phép. Việc thêm nhiều hãng bay đã tạo nên sự cạnh tranh giúp cho hành khách có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên cũng đã nảy sinh không ít những bất cập, đặc biệt là về hạ tầng. Câu hỏi đặt ra là khi hạ tầng đang bị quá tải bởi sự phát triển thì tại sao cơ quan quản lý nhà nước vẫn tiếp tục cấp phép cho các hãng bay mới? Với sự tham gia của năm hãng, thị trường hàng không đang tạo ra sức cạnh tranh cao riêng năm 2019, dự báo mức độ tăng trưởng hàng không đạt 11,8% về hành khách và 3% về hàng quá so với năm trước. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng tàu bay đang dẫn đến sự xung đột với tốc độ phát triển hạ tầng, đặc biệt là ở sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Hiện nay lớn nhất là tăng ngãn ở Tân Sơn Nhất, nó là cục bộ vì sao? Tại vì Tân Sơn Nhất vẫn đang là cái cảng không quan trọng nhất. Thì Tân Sơn trong thời gian vừa qua không có slot, nó chỉ tăng trưởng cái 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 cho phép tăng trưởng chỉ được đến 2 đến 3%. Hạ tầng thì đang quá tải. Vậy tại sao cơ quan quản lý nhà nước vẫn tiếp tục cấp phép cho các hãng bay mới? Liệu đây có phải là sự phát triển quá nóng? Nhanh và bình thường. Thế không phải không phải nóng. Tôi nhìn thấy điểm nghẽn như là một cơ hội phát triển và chính cái gia tăng mạnh mẽ của các hãng không nó tạo áp lực để buộc phải phá bỏ cái điểm nghẽn đấy. Mà phá bỏ chắc chắn là phải nó nhanh hơn và như thế thì nó tạo cơ hội liên quan đến vấn đề nóng hay không khi mà thị trường tiếp tục phát triển hai con số vào những năm tiếp theo cục hàng không Việt Nam cho rằng thị trường đang phát triển tốt trong tầm kiểm soát đảm bảo an toàn và các hãng vẫn làm ăn có lãi hiện Việt Nam có trên 90 triệu dân nhưng thị trường hàng không mới đạt 78 triệu hành khách dự báo đến năm 2025 thị trường có thể lên tới 150 cho đến 180 triệu hành khách vậy bài toán về điểm nghẽn hạ tầng sẽ được giải như thế nào? Hôm Bộ Thông cũng đã đang trình Thủ tướng là ban hành sửa đổi cái nghị định 102 về quản lý cảng không sân bay. Trong đó chúng tôi cũng đưa ra các cái đề xuất về cơ chế chính sách về quy trình thủ tục thực hiện đầu tư. tôi nghĩ là cái nút thắt về cơ chế nó sẽ được tháo gỡ và lúc đấy thì chúng ta sẽ có cơ hội là chúng ta đầu tư mạnh mẽ và cơ sở hạ tầng. Thị trường vận tải hàng không Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Đặc biệt, sự xuất hiện của các hãng hàng không đã mang lại nhiều sự lựa chọn cho hành khách bởi vậy, khi phát sinh những bất cập thì đòi hỏi các cơ quan chức năng quản lý, điều hành phải thật linh hoạt tháo gỡ. Thưa quý vị, trong những ngày này, trên địa bàn nhiều địa phương khu vực phía Bắc có rác đậm, rét hại và sương muối, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tại tỉnh Sơn La, tình trạng rét đậm, rét hại và sương muối đã gây thiệt hại về cây trồng, nhất là cây cà phê. Ghi nhận tại hai quyện có diện tích cà phê lớn là Mai Sơn và Thuận Châu. Tại quyện Mai Sơn, do ảnh hưởng của sương muối, nhiệt độ xuống thấp đã gây thiệt hại tới khoảng 1.000 hecta cây cà phê. Trong đó, Hợp tác xã Trường Tiến, xã Triền Bang có 32 hecta cà phê, thì gần một nửa diện tích bị cháy lá. Quả cà phê sắp thu hoạch gần như mất trắng. Năm nay thì cà phê rất sai, giá nó tuy rằng so với năm cũng hơi thấp, nhưng mà nếu mà không bị sương muối thì nó còn có cái nguồn thu. Nhưng mà như bây giờ thì nó mất hẳn phải đến đến 7-80%. Nếu mà nó không bị sương muối thì các nhà thu mua người ta còn thu mua cho đến trên 7.000 một kg cà phê tươi. Nhưng mà cà phê tuốt chỉ 3.000 rưỡi đến 4.000 thôi. Quyện Thuận Châu cũng có trên 200 hecta cà phê bị thiệt hại do sương muối, tập trung ở các xã phỏng Lái, Triền Pha, Bọn Phăng và Mũi Nội. Bây giờ cũng không biết làm sao được bởi vì thời, thời tiết nó do thiên tai hạn hán. Theo ý kiến của bà con thì trồng cây cà phê cũng chỉ mong muốn là các cấp có thẩm quyền xem xét để gọi là tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân. Để phòng chống rét và sương muối giảm thiểu thiệt hại, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động biện pháp che phủ, ủ gốc giữ ấm, giữ ẩm cho các loại cây trồng. Chúng tôi đang hướng dẫn bà con là phải chặt đốn và là dùng các biện pháp kỹ thuật để làm sao để đảm bảo cho cái cây sau này có thể phục hồi lại được. Phải dùng các biện pháp để làm sao cho cây để đảm bảo cố gắng là chống chịu qua cái đợt sương muối. Quỹ Ban Nhân dân huyện Thuận Châu đã chỉ đạo hỗ trợ nông dân chống cây ngắn ngày, trong xen những diện tích cà phê bị cưa đốn, giúp cho nông dân giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. Tiếp theo sẽ là những thông tin kinh tế tài chính thế giới đáng lưu ý. Thưa quý vị, Mỹ đồng ý giảm một số biện pháp thuế quan và quản đợt áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12. Mỹ và Trung Quốc về cơ bản đã đạt được thỏa thuận giải quyết thương chiến giai đoạn 1. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, các nhà đàm phán Mỹ đã nhất trí cắt giảm tới 50% mức thuế quan đang áp dụng với 360 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Đồng thời, quản dòng áp thuê mới 15% lên 160 tỷ đô la Mỹ những mặt hàng tiêu dùng đang được người Mỹ sử dụng nhiều nhất. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý mua nông sản Mỹ với tổng trị giá là 50 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi tổng giá trị nông sản Bắc Kinh nhập khẩu từ Washington cho năm 2017. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cam kết hành động nhiều hơn để ngăn chặn đánh cắp sở hữu trí tuệ, sẽ có một thỏa thuận về việc không thao túng tiền tệ. Các vấn đề được để lại thảo luận sau, gồm trợ cấp của Trung Quốc với doanh nghiệp điện và khoản vay giá rẻ. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone năm 2020. Lãi suất tái cấp vốn sẽ giữ ở mức 0%, lãi suất cho vay ở mức là 0,25% và lãi suất tiền gửi ở mức là âm 0,5%. ECB cũng hạ tăng trưởng GDP năm 2020 của khối Eurozone xuống 1,1%. Tân chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, ngay trong tháng 1 năm 2020, ngân hàng này sẽ tiến hành một đánh giá chiến lược lớn đối với các công cụ và mục tiêu của ECB lần đầu tiên kể từ năm 2003. Một số nước cho rằng, mức lãi suất thấp kỷ lục, thậm chí là âm của ECB, cũng như là chương trình thu mua trái phiếu quy mô lớn của ngân hàng này, đang gây bất lợi cho người gửi tiết kiệm. Thưa quý vị, lượng iPhone tiêu thụ tại Trung Quốc của táo khuyết đã giảm đến 35% trong tháng 11 năm 2019 theo báo cáo mới đây của công ty dịch vụ tài chính Redesus, đây đã là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ của Apple tại thị trường Trung Quốc giảm hai con số. tính cả giai đoạn tháng 9 đến tháng 11, khi thế hệ iPhone 11 bắt đầu ra thị trường, lượng tiêu thụ đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, cho thấy thế hệ thiết bị mới này tỏ ra không mấy thu hút người tiêu dùng Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, đối thủ Hoa Quay gia tăng thế thống trị tuyệt đối tại sân nhà khi nâng thị phần lên đến 42% trong quý ba trước đó. Đến đây, bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.